hello mọi người nha. Hiện tại em đang đấu nối con inverter 10kg một pha này với cái tủ của Home SB 12k. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách những cái CP này ha. Những cái CP này mình sẽ đấu nối như nào. Thì đầu tiên cái QF1 này ha, thì tương ứng với lại cái chữ grid này. Mọi người thấy không? Đó có nghĩa là lấy cái từ cái nguồn EVN vào. Mình sẽ đấu vào này, đấu phía dưới này. Cái thứ hai là QF2 này, tương ứng với lại cái INV1. Xong rồi, thì cái INV1 này mình sẽ đấu vào những con inverter là từ 8 tới 12 kg một pha. Thì mình sẽ đấu vào này. Còn INV2 ha, tương ứng QF4 này, thì mình sẽ đấu những con inverter là 3 đến 6 kg thì vào CP này. QF4 này. Còn QF3 này là CP backup, có nghĩa là CP ra tải cho ông ta. Thì nếu mà mọi người đấu xong thì thường thường là được bật CP lưới lên này, bật CP inverter lên này, CP tải lên, là bạn CP này. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái CP nữa này, thì đây là CP bypass ha. Thì bypass có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà trong trường hợp cái contactor này nó bị lỗi đi, nó không thể đóng được, thì mình sẽ bật CP này lên để nó đi đường nó đi qua này, không qua con contactor nữa. Thì cách đóng nối cũng khá là đơn giản. Rồi, khi mà trong cái tủ này thì nó sẽ có một cái CT ha. CT này giống như chức năng Zero Spot. Thì để kết nối nó với lại inverter thì nó ở đây, chúng ta sẽ có một cái bo mạch như thế này. Thì trong bo mạch này là cái bộ ATS trong này luôn. Rồi bộ truyền thông này trong này luôn. Thì chúng ta sẽ kết nối cái chỗ này ha. Đây là theo cái chuẩn phát internet. Đây. Thì chúng ta bấm cái đầu mạng LAN cắm vào này, qua inverter này thì chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ này thôi. RJ45 12 gì cũng được nha. Thì chúng ta sẽ bấm một cái cổng cắm mạng như này và bấm theo chuẩn B. Nó có sẽ có thứ tự là trắng cam, cam, trắng xanh lá, xanh dương, trắng xanh dương, xanh lá và trắng nâu và nâu. Như thế thôi. Chúng ta sẽ kết nối qua. Và sau